nó chạy bên kia. Nó đi qua bên bản rồi. Đây còn đây, còn đây, còn đây. À, gõ không? Lấy gõ không? Rồi xong. Dính rồi đó phải không? Ồ, thấy các bạn thấy mà lần mò 3 phút bắt được con cá rô phi. Để mở này ra cái này. Quá dữ. Cái có leo nha. Nhưng mà cái là mình bắt thấy là cực. À, dính rồi. Ôi, tôi dính cá không đi đâu ngoài à. Không ai đem đâu, lại cho anh em tới đây. Nè, thêm một con nữa nè. Ba con rồi, nó nãy giờ tao đứng con chỗ mà. Bắt lên mới biết. Rồi. Ô mà cá bự này thấy không anh là anh Nhân. Đây đây đây. Đây. Đây đây đây. Đang mò nè. Các bạn thấy bắt cá đơn giản không các bạn? Anh này chuyên nghiệp bắt cá. Đây dính được cá vô gì coi nè. Đây cái phi đó. Đó. Thấy không mình mặn mò nó rất là khôn, nó nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Đó thấy không? Chỉ có độ của anh bắt được chứ anh Nhân bắt được thôi. Đây. Những cái đồ đơn giản mình chụp đó nó rất là dạng, nó nước đục là nó dòng cũng hố đụng mò tới tay là tới nó nhích được vòng đó à bắt ha. Rồi ha. Mình cũng không có bấm quay luôn, mình nói chuyện một hồi luôn rồi đó. Mình lấy gỗ mình để nghiêng cái mình lấy đầu tay mình chạy chạy nhẹ lại ngày trước chạy nhanh khỏe từ từ nó thật nó gần đó mà không, nó trước mặt chứ không phải là ngay chỗ em, anh biết không? Thì khi trước mặt em cũng có nữa mà cái cá nó kia. Em cầm nó non mà ủ nó kìa ha, nó đưa nơm em vô bộ đúng không? Kìa bên đó kìa lên đây mình tiến qua bên đó lên lên. Kìa kìa thấy không? Đẹp bò 26 cũng mấy nè. Không biết 6 dữ liệu quá chạy nhiều rồi. Nãy tới nhà tôi chết nè. Giờ gặp mình gặp đựng con này nha các bạn. Trước mặt mình rất là nhiều. Bắt cá này phải có kinh. Đây đây kìa lên 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 lên. Kìa kìa nó động động kìa anh thấy không? Đó. Từ từ. Trời ơi con cá lao kiến ông nội ơi, cá lao kiến nãy mình thả đó các bạn. Tính được con cá rô phi. Các bạn thấy chúng tôi bắt cá không? Không cần tắt nước, không cần nôm, không có đồ chuyên nghiệp dính con. Nãy đụng lắm rồi. Nó đầu này. Đây là đây nè. Đó 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 đó. Nó chạy quá trời chạy. Nó còn đâu đây nè, anh lên lên nó chưa đi nha.
ký. Rau ký nó mới quậy dữ vậy đó. Cái rau phi nó khôn lắm các bạn. Sao bắt nó như vậy? Mình đã quậy trống rồi. Lô kiến chà bá luôn kìa. Đó là kiến cho anh ăn nha. Dạ nãy giờ không nói, tôi thả rồi. Ủa, kìa kìa bắt được cá lô kiến kìa. Ê, trước mặt có cá đó, chuẩn bị nôm đi nha. Trời ơi, nó gạt anh chi. Đây là anh Nhân bắt được cá lau kiến cầm kìa các bạn. Cá lau kiến nha các bạn. Cá lau kiến mà anh Nhân, anh hay lắm bạn ơi. Anh đi bắt cá, mình đưa anh cái đồ đựng cá, anh không có đem theo. Bây giờ anh kẹp, ta kẹp nách cá. Chung với cá đó được được được, họ đi tới đi rồi bỏ. Đột rồi, nước đột hết thấy. Thì nước đâu quá lậu quá trời. Nhân. Châu quần. Châu quần. Hai châu với hai heo vậy quá. Anh đứng vậy đó chứ chừng họ nó kế bên giò anh đó. Cái gì? Ừ. Nó đi anh không có thấy. Và nó nằm yên chỗ cái bên luôn á. Chỗ nào mà anh mình anh phải để ý cho kỹ đó, chứ anh là đã gặp nó nước đục cái này là chết luôn. Ở đây 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 đây. Nó còn này đi đâu rồi? Bưởi, cá này cá bự nghe vậy. Qua anh em ơi. Qua nhân đó đó. Đây nè. Chỗ này nè, lấy tay mở nhẹ 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 nó coi vô. Ừ, dài dài lên tới đây nè, nó khoảng đây nè. Nó đang ở cái bên luôn, anh không nhúc nhích luôn á. Nãy giờ cái camera bị cá vô. Ê Nghiệp ơi, quay không có con cá nó chui cho mình nè. Quay quay. Có con cá chui cho mình anh Linh nè các bạn. Rồi lấy đây nè. Nó đang chui, nó đang chui vô con cu anh Linh. Đây nè, chui vô quần, cá chui vô quần. Cá chui vô quần. Đó đó đó, nó cá chui vô quần. Cá gì ngồi xuống nè. Cá gì vậy? Chừng cá lau kiến nó quậy cá nè. Nó đẻ đấy không? Lên đây. Ơi. Cái nào cá nó đục quá hết thấy đường chạy không? Đúng rồi, nhưng mà mình cũng khó đường bắt nó phải bò. Đó. Cá này cá trong bao. Cá trong bao, cá trong bao. Đù. Công nhận là thấy bạn thấy Linh lợi hại không các bạn? Đâu lợi hại quá. Không có cần cái gì hết trơn á. Đấy. Quan con cá bự quá. Quan cho quay cái coi. Các bạn thấy cá rô mà này mình nó chui vô quần á Linh. Nhưng mà nó ở ngoài nha bạn, không có ở trong được nha. Chui vô trong quần chết luôn. Đâu đâu nè. Cái chừng ở dưới giò anh có cá đó nha. Nè. Quá đã. Nè.
nè, mà đứng đây này, đứng đi. Anh đi bắt đứng. Nha. Không, 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 để. Để gỗ đi. Để em để cái thao xuống. Còn nhân thì cầm cá lau kiến. Bây giờ thì tới em mò, món nào ngon ngon. Đó không quay chờ. Trời quay đi. Ta dân chia sẻ kinh nghiệm mà. Rồi. Thấy chưa? Được. Rồi. Rồi. Chết quá. Kìa nó qua anh kia kìa. Đây nè, bắt đi. Đó, đây nè. Ai bắt, hộp tay vô. Anh bắt đi. Đi. Anh bắt đi. Quay gần đi rồi cho thấy cá đó. Bắt cá rồi dở luôn miễn nôm lên nó nhanh nhanh chứ không phải là bắt cá kéo ra nha. Dở cái nôm ra rồi bỏ vô bao. Ủa vậy đó hả? Ừ. Trời ơi, nãy kéo ra muốn chết. Trời ơi, trời. Đó rồi đó. Thấy để từ từ hồi nôm cái là dính nó không có đi. Ủa đâu vậy? Chừng nó ra đó mà. Đây nè ông ơi, kìa. Đó đó đó. Lên 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 lên. Kìa còn trong nôm kìa, đó. Thấy không? Trời khó bắt quá hả? Đâu có, anh cầm cái xong anh dở cái nôm lên luôn. Không có, nó trốn. Đây em, nè. Đây được rồi, được rồi, được rồi. Đây, cá phi nhỏ. Đây, rồi chưa? Ủa kéo ra luôn hả, cá nhỏ nha các bạn. Thấy chưa? Bạn thấy bắt cá phi chưa? Kinh nghiệm hả? Sao 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 mấy anh? Kìa. Anh nhân anh nôm đi anh nhân. Nè. Mọi không có gì mà không. Đây cá lau kiến nè các bạn. Đây cá nè. Một sức cá lau kiến. Không phải không? Đó phải từ từ, nó me cái chúng trống nè, anh thấy nó nằm im mà cái anh nhấn nhẹ xuống hả? À, tay thì nhẹ nhẹ nè, cái đụng đuôi nó làm dở lên. Không được. Cái mình quậy cái trống ra cái mình nôm nhẹ vô. Mình thấy quan sát con cá lội như thế nào. Này không có rồi. Đừng đi. Có không? Như một con cá lau kiến vậy quý vị. Sáng nay đi bắt gô. Bắt cá lau kiến. Mà toàn ra cá lau kiến không. Đó. Đó 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 đó. Con cá mạnh này chắc là lau kiến. Đúng rồi đó. À thì cá là dở luôn cái nôm lên. Nhân đã bắt được con cá lau kiến này các bạn. Cá lau kiến này bự nha. À dở cái nôm lên. Đúng rồi. Mấy gì đúng không? Đúng rồi. Đó, người ta bắt cá vậy đó Phan nha, đợi em. Đó 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 đó. Đó nó lội đó lên lên thấy không? Đây chụp đó. Cá lau kiến mà. Của bên anh rồi đó. Nghĩa là trải nghiệm vui hay gì đó. Cái gì nào mà nằm ở nhà. Cái đó. Dính dính dính. Cá lau kiến. Nào dán đi coi. Có sao? Đây. Đây. Ồ, cá lau kiến phang 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 cho coi cái. Cá lau kiến quá ngon luôn. Wow các bạn ơi, mình bắt được cá lau kiến, mình không bắt được con cá goofy nào hết. Sao lên? Bắt luôn không? Bắt đi. Hả ha? Đi kiếm cá goofy mà. Mà bắt được cá lau kiến. Bây giờ chúng ta đang tâm điểm của mấy con cá. Xin chào tất cả các bạn, mình đang bắt được con cá lau kiến nè các bạn. Đèn. Bắt bằng cái này nè các bạn ơi. Trời ơi cái gõ mà bắt được hay á. Cá mạnh thì trời nó dậy. Bây giờ mình thả nha các bạn. Thả nha các bạn ơi. Đi đi con. Xin con đẻ cái nha. Rồi xong. Không biết em quay được em không nữa. Đó 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 đó. Đâu? Đó nó chạy kìa kìa kìa. À. Anh Linh dính một con. Con nữa hả? Còn cái gì nữa. Ui, mà anh Linh. Công nhận anh Linh. Quá dữ anh Linh. Đây nè các bạn ơi. Anh của mình là có nghề bắt cá vua nè các bạn. Dính con nữa kìa. Các bạn thấy giữa một cái đống bùi nhùi như vậy nè. Không biết sao bắt được cái đâu. Cá phi đâu? Đây đây. Ồ. Cá phi bằng cầm tay anh Linh. Đó là cá nãy. Anh Nhân đứng chỗ đó không có cá thấy rồi. Anh đi anh thấy chỗ nào nó động anh phải tiến lại chỗ đó. Đúng rồi, nó quậy quậy giống
chứ anh đứng, anh đứng là, anh đứng là có nghĩa là anh thấy nó, anh thấy nó, anh thấy nó động thì anh đứng anh nhìn nó, anh coi nó đi hướng nào. Đốm nhẹ nhẹ thôi nha. Rồi đè đè xuống rồi mình thử. Nãy giờ không thấy luôn đây nè. Thưa quý vị và các bạn, mình đang đứng giữa cái nồng sen này các bạn. Đó, các bạn ơi. Sen bao la sen luôn. Mình chuẩn bị bẻ gương sen này các bạn. Đây gương sen hạt no này các bạn thấy ha. Đây. Đó, bây giờ mình bẻ cái này nha các bạn. Đó. Bẻ gương sen. Nó khôn lắm, nó đụng dễ vậy, nó vô không biết có vô con nào. Nó thấy đâu, chừng nó đụng thôi. Vô hết rồi. Không vô. Nghe. Để lại đi. Rồi. Chúng ta dỡ chân ngục thử ra nè. Đây điện thoại anh đâu? Đó, có cá luôn, chắc luôn. Cần quay hay em cầm luôn chứ? Bây giờ đầu tiên mình giở nắp con gà nha các bạn. Giở từ cái. Giở nắp. Có đầu nắng có không nha nhỉ? Không có nè. Giở gì? Có là nhìn biết liền nè. Rồi, có làm biết cho ba. Đây với cá chặt. Nãy giờ đó. Quá. Giở gì nó khôn, nó khôn lắm, nó không có đụng. Nó không vô. Thấy không? Có con nào? Có con cá sặc con. Tu, cái cua phi nè. Một con nè. Cá lóc. Cá lóc kiến. Cá lóc kiến đúng không? Cá lóc kiến. Cho thành cá lóc đi.